Lên chào các bạn, mình là Chen và chào mừng các bạn đã đến với series sử dụng DJI FP3. Và trong series này thì Chen sẽ cùng với các bạn khám phá, tìm hiểu cũng như là tìm cái cách sử dụng của thiết bị DJI FP3 này. Thì đây là một thiết bị entry-level đến từ IMI DJ và sử dụng kết hợp cùng với lại phần mềm Serato DJI Live. Thì FP3 là một phiên bản đời sau của DJI FP2 đã được update và tích hợp thêm nhiều tính năng mới. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là trên cái FP3 này nó sẽ có những cái gì mới nha. DJI FP3 là một thiết bị DJI controller ở phân khúc entry level. Thì đây là một thiết bị DJI controller dành cho các bạn đang muốn bắt đầu công việc DJI của mình. Thì đối với thiết bị FP3 này đang được rất là nhiều người tin dùng vì độ nhỏ gọn, tiện lợi. Thì các bạn có thể thấy là mình có thể cầm nó trên tay rất là nhỏ gọn như thế này. Và FP3 sử dụng cùng với phần mềm Serato DJI Live, hoàn toàn miễn phí và các bạn chỉ cần download phần mềm này về và có thể plug and play, tức là kết nối máy với lại laptop và sử dụng. Thì sự khác biệt giữa DJI FP3 và lại phiên bản đời trước của nó là FP2 và FP1 là DJI FP3 đã có thể tách ra độc lập các cái nút chức năng như là Q, Play, Sync. Thì ở phiên bản đời trước thì bốn nút chức năng này nó được tích hợp kèm chung với lại bass performance ở trên đây, và bây giờ nó được độc lập như là những cái thiết bị CDJ hoặc là những thiết bị DJ controller khác. Ngoài ra thì FP3 cũng có 16 bass effect ở 8 cái ở mỗi bên để các bạn có thể sử dụng những tính năng như là hot cue, effect phase, bass trap và rất là nhiều những tính năng khác ở trên đây. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở những tập tiếp theo của series này. Ở trên FP3 thì chúng ta sẽ có hai cổng RCA hoặc là còn gọi là cổng bông sen để kết nối ra loa, một cổng 6 ly để gắn micro của mình vào và một cổng USB để các bạn có thể kết nối với máy tính. Thì đây là một thiết bị DJI controller không cần cài driver, các bạn chỉ cần kết nối FP3 với lại máy tính của mình và sau đó là kết nối ra loa thì có thể sử dụng được cùng với phần mềm Serato DJI Live. Ở đằng sau của FP3 thì chúng ta sẽ có một cái cổng 3.5 để chúng ta có thể kết nối được với lại tai nghe phone của mình. DJI FP3 có 2 mâm shock wheel và 2 channel fader nhưng có thể điều khiển được tới 4 deck. Thì các bạn chỉ cần kích hoạt deck 3 hoặc là deck 4 ở trên thiết bị DJI FP3 thì các bạn có thể control được cả 4 deck cùng một lúc ở trên 2 cái shock wheel và 2 cái channel fader ở đây. Thì đối với lại DJI FP3 thì mình cũng đã có sử dụng qua với lại những phần mềm DJI khác như là Redbox hoặc là Virtual DJ. Thì cơ bản là các bạn chỉ có thể sử dụng được để các bạn mapping được thiết bị này ở trên những phần mềm đó. Nhưng mà mình khuyến khích các bạn là khi sử dụng khi đã mua FP3 về thì các bạn nên sử dụng với lại recommend các bạn sử dụng với lại Serato DJI Live, tại vì đây là phần mềm đính kèm chung với lại máy và các bạn đã khai thác được nhiều tính năng ở trong phần mềm này. Ngoài ra thì Serato DJI Live là một phần mềm các bạn có thể download hoàn toàn miễn phí ở trên website của Serato DJ. Và các bạn chỉ cần plug and play là kết nối cổng USB từ máy qua máy tính của mình thông qua một sợi dây USB là các bạn có thể sử dụng hết những cái tính năng ở trên này của cái máy này. Hiện tại thì DJI FP3 đang được phân phối và tại G-Music số 649 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3. Và đây là một trong top những DJI controller dành cho các bạn beginner ở một phân khúc entry level dưới 10 triệu. Thì nếu như các bạn có một cái budget không quá cao và đang muốn sở hữu cho mình một thiết bị DJI controller để có thể tập ở setup studio ở nhà hoặc là dùng để tập, thì mình recommend các bạn có thể mua cái DJI FP3 này để sử dụng. Và nó cực kỳ đơn giản, dễ dùng và hiệu quả cho cái việc tập luyện của các bạn ở những cái bước đầu tiên. Thì nếu các bạn muốn trải nghiệm qua sản phẩm này, các bạn có thể đến với lại G-Music số 69 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3. Mọi thông tin chi tiết về thiết bị này thì mình sẽ để bên dưới phần description của video để các bạn có thể tham khảo dễ hơn. Và vừa rồi là đầu tiên của series hướng dẫn sử dụng DJI FP3, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của series này. Chúng ta sẽ cùng nhau khai thác kỹ hơn và chuyên sâu hơn về thiết bị DJI FP3 này nha. Xin chào.